Nó bậy không à? Nó nghe nè, hồi nãy nói cho cô chủ nghe ai lấy kẹo chơi chơi. Ba mẹ. Rồi ba làm sao? Là ba. Mà cái kẹo đó là của ai? Của chơi. Không phải, kẹo của ai? Của ba. Của ba, rồi ba có cho chơi không? Không. Rồi chơi có xe với ba không? Ba. Rồi ba nói làm sao? Mẹ không. Ba nói không hả? Dạ. Làm sao vậy? Con nói làm sao? Con nói làm sao mà ba nói không? Con nói sao mà ba nói không? Hả? Nói mẹ nghe coi con nói sao? Mẹ giống nhau cái iPad. iPad ai giống nhau? You want daddy's iPad? You can have daddy's iPad. Nhưng mà con muốn chơi iPad của ba, con hỏi Where's ý kiến. Con hỏi ý kiến của ba làm sao? Con hỏi ý kiến ba làm sao? You haven't played with your iPad in forever. Chơi, khi mà con muốn chơi iPad của ba, con hỏi ý kiến của ba làm sao? You always grab daddy's iPad. Hả? Hỏi ý kiến của ba làm sao? I'll take care of this when I come back. Okay, baby, send you out. I'm gonna order some food to eat, okay? And you're gonna pick it up. No. Why? Order some DoorDash. I don't know. I'm gonna be gone. I gotta go to the storage, to the Costco. I don't know if they're gonna DoorDash, though. Who? Ơi, thấy chưa? Are you okay? Không có sao không? You're lucky you didn't get hurt. Không có sao không? Are you okay? Yeah, baby, I'm not gonna be back until like 7:30. Why are you gone for like an hour and a half? I have to take out the garbage. I have to bring the stuff to the storage. I have to go to Costco. That's gonna be an hour and a half. No, I'm gonna go to Costco. You don't need to go to Costco. Oh, okay. You're gonna. Yeah, since they come here. Yeah. Oh, since they're coming here. Okay. Yeah. So just go to go. Yeah, I'll just take out the garbage and then bring out the box. Muốn iPad của ba, con hỏi ba làm sao? Where's your iPad, Janie? I haven't seen your iPad. Con muốn iPad của ba, con hỏi ba làm sao? Did you bring it to Audrey's? No. I know what you were about to say. Jay, khi mà con muốn mượn iPad của ba, con hỏi làm sao? Hả? Ở ngoài trời, cô chú thấy ngoài trời nó mệt mỏi không, nó sương mù rồi, tới đó nó lạnh rồi, ôi sao ơi mệt. Nhìn ngoài trời cái là hết muốn làm gì. Con nói chưa? Dạ. Con nói gì sao? Con nói ba ơi. Con nói ba ơi làm sao? Con nói please, đúng rồi. Con nói ba ơi, cho con mượn iPad. Mà mẹ cho con cục kẹo, con có vui không? Mà tại sao con không có thích iPad của ba của con? Muốn mở lên hả? Ồn quá. Ủa, A Trì đâu rồi ta? Sao bữa nay A Trì chưa đi học về ta? Where's Audrey? Yeah. So you gonna stop and buy some milk? Yeah. Yeah, there's a crab house where we usually get the massage. There's a what? Crab house. Crab house? Yes. Oh, yeah, in the corner. Yeah. But I can't find it on the map. Because it's not open. Oh, really? It hasn't been open since COVID's been down. Really? It's a brand new restaurant. They built it. But they haven't opened it yet. It's a brand new restaurant. That's weird. Gì? You feel lucky. Nói tiếng Việt. Well, I'm lucky. Nói tiếng Việt. I feel lucky. Ủa, nói tiếng Việt là nói vậy hả? Ủa, nó tiếng, ủa cái đó tiếng nó tiếng Anh mà. Nó tiếng Việt làm sao? Cái này. Con đi vô cho Lucky ăn đi. Lucky ăn mẹ ơi. Con cho. Đừng cho. Ba kêu con mà. Ba kêu con cho Lucky ăn mà sao con quay qua con kêu mẹ? Ba nó nói chay, đi lấy đồ ăn cho Lucky ăn, nó nói ok, xong nó quay qua Ngọc, nó nói mẹ đi lấy đồ ăn cho Lucky ăn. Làm biến rồi, đại làm biến nha, quay tiểu làm biến. Đại làm biến. Chơi đi. Sí. Ở nothing á, bây giờ gáp vô lũ nè. Ok, giờ để cái màu gì lên. Ok. Để màu gì lên. Qua hầu qua tới đây là thế giới đồ chơi của nó, là nó cứ lôi ra cho chơi thôi. Lũ sướng ghê, qua tới có đồ chơi chơi liền.
đi qua phải đi mua chứ lũ qua nhà chơi là không đủ sướng. Mà tuổi tuổi thơ ông Lũ cũng có này đâu nha, chơi này nha. Bây giờ ông Lũ mới ngồi chơi với chơi nè. Anh lôi đồ chơi đang cầm hai cái đang đổ ra anh kêu ông Lũ chơi nó. Đó, à. Mà cô Dung thấy ông nó không, nó đâu có ghiền iPad đâu. Không có ghiền. Không có ghiền iPad. Tại vì trên video mọi người hay thấy nó chơi iPad á, mà mọi người tưởng ghiền á. Bây giờ mình ráp cái nào lên, cái này lên đi. Lúc okay. Con đang làm á. Đúng rồi. Yeah, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Yeah, đúng rồi. Yeah, đúng rồi, hay quá. Đó luôn. Chay ơi, tối nay ông Lũ ngủ ngủ đâu chay? Ông Lũ ngủ đâu? Ngủ đây nha. Ngủ đâu? Ngủ đây nữa. Không ngủ đây nữa ai chứ ngủ đâu? Ngủ đâu? Ngủ cái mà ra đi. À, ngủ. Cái bên kia đã đi đó. Cái bên phòng đã đi. À, cái bên phòng đã đi á. Không có gì. Không có gì con. Không có phim hả? Có TV luôn. TV. À có cái TV. À. Có trong phòng đó có cái TV mà. Đây gắm đây, để ngang vậy đúng rồi đó nè, cần cái này nữa nè. Thôi bây giờ con kể cho ông Lũ nghe, con đi học múa ba lê con múa sao? À, con múa sang đứng lên múa trong Lũ coi coi. Ừ, đứng lên múa Lũ cho coi. Múa sao? Múa sao? Múa ba lê sao? Thầy giáo dạy sao? Múa giáo sao? Dạy chân con đi sao? Thôi bậy vậy. Nó đứng đi. Cái tay sao? Cái tay làm sao? Cái tay làm sao? Đó, múa ba lê sao? Vậy hả? Mua đồ mặc đâu, mua ba lê đi. Mua rồi. Tại hôm bữa vô trễ nên là không có thay đồ được. Ủa cái này luôn hả? Ở chỗ đó nó bán luôn. Trời ơi, nhiều quá vậy. Mặc rồi vô nhìn chắc téo lắm mà. Cái có này. Cái nào? Có friends. Đồ chơi nhiều quá ta. Đổ đây cho con phụ dọn cho. Ok, nè cái này nè. Đấy, đúng không? Đó. Luôn, nè lần sau con kìa. Đó. Sao thấy ngon không? Yeah, one more. Kiếm đi con, kiếm. Con phải kiếm, sao con ngồi con I don't know. Nếu mà không có thì mình lấy cái này con. Lấy cái này mình gắn cho đây. Yeah, đi. Rồi bây giờ mình làm gì nữa ta? Thì mình làm cái lại sao nó đây rồi mình xây cái thành rồi được rồi. Ok. Đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi đó. Đúng rồi, hay quá. Trời ơi. Hay đó luôn ha. Rồi, sao trời ơi, hay dữ rồi ta. Rồi sao nữa? Xây cái lâu đài sao đâu? Cái hình coi. Lâu đài nào? Rồi sao nữa? Đợi đó. Lượm cái đó vô. Cái đâu ạ? Vô lấy đồ chơi tiếp đó. Nói tiếng Việt với ông Lũ đi. Bạn đi học hả? Bạn đi học. Bạn con tên gì? Điệu lắm. Audrey đẹp đi. À, cô nói cho ông Lũ nghe coi Audrey cắn con ở đâu đâu. Ồ đâu? Where? Cắn ở đâu? Cắn ngay chỗ đó rồi. Ông Lũ coi coi. Đau không? Con khóc không? Con khóc không? Con có khóc không? Dạ. Chảy máu không? Đâu? Con nói cắn lâu rồi. Cắn vậy đó, thì con làm sao? Con khóc hả? Con mét mẹ con khóc hả? Phải không? Trời, mày chỉ con làm sao? Mày chỉ làm sao? Chỉ cái này nó cắn là mình bị mính lại đó. Không được. Cho nó nhả ra chứ không đủ chứ không có nó cắn bên ngoài sao? Không, đẩy bạn ra thôi. Đẩy bạn ngã luôn hả? Ừ, đúng rồi, thì bạn cắn con phải đẩy ra chứ. Ừ. Đúng không? Chứ không lại để nó cắn hoài. Con đang chơi nhà bị như vậy rồi. Ủa, cái nhà xây đẹp dữ chưa? Mà không, nó chơi nó hiền nha. Nó không có quýnh. Mà Audrey chơi là Audrey quýnh. Không có hai đứa giành đồ chơi là chị nhào vô tớp chay liền. Vậy hả? Ừ, mà chay đứng im re không nói vậy đó. Wow, bạn dữ quá vậy hả? Bạn dữ quá vậy. Chúng một chút rủ bạn ở đây cho ông Lũ gặp mặt được không? Dạ. Để ông già quýnh bạn chứ không quýnh bà Nhung vậy hả? Chúng cho ông Lũ gặp bạn có chê được không? Để ông Lũ xin lỗi.
big house. Ừ, big house để trên đây. Không có, it's got a floor. Rồi để cho nó là nhã trong lũ. Nhã lũ rồi. Nói tiếng Việt đi, con lũ không biết tiếng Anh. It's a cat. Ừ. Nói tiếng Việt đi. Chị nhớ chị Ni không? Ngày mai đi gặp chị Ni không? Đi qua chị Ni chơi ha. Chị Ni chơi. Not now. Nó nói not now hay gì? Cái này. Cái gì con học. Để bỏ cái này ra. Rồi nãy con đi bơi sao chay? Nãy đi bơi sao? Còn nãy đi bơi đúng hả? À bơi vậy. Nãy bơi được nhiều chưa? Sao cơ? One leg. And then I go under like. Oh, lặn xuống luôn đó ông lũ. Ừ. À lặn xuống đây lấy cái chiếc vòng. Chiếc vòng cô đi thả đi dưới đáy nước á. Lấy cái chứng nhận hả? À. Không à. Giỏi quá vậy ta. Mà nãy con có lấy được cái nhẫn không? Con lấy được. Con lặn xuống con lấy được chiếc nhẫn không? Con có lấy được cái ring không? Con lấy được cái ring không? Dạ. Ồ dữ. Hay quá vậy ta. Chơi điện quá. I want to put this stuff. Mà bây giờ ông Lũ hỏi này có qua nhà ông Lũ bà Nhung chơi không? Đi nữa không? Đi Cali à, không? Đi không? Đi ra không đi? Đi qua bển chơi. Qua bển đi Target. Chị không? Ờ quên nữa. Đi mua su nè. Dạ, đi đồ chơi. Đi mua su không? Đồ. Cái đồ dài con mua cho nó để sinh nhật mang mà mang chật nứt rồi. Đè màu đen á, màu đen kìa. Size mấy? Size 6 đó mà sao mà mang đeo vô cái đó nói hả chật rồi. Vậy thôi phải để thôi chứ cái hộp con bỏ rồi, con đem con giục cái hộp rồi. Không phải mua thêm một size nữa nó mới comfortable. Đồ này bự quá không? Đồ này bự quá. Đồ này bự quá con. Cái chú kia mua cho nó đó. Rồi bự quá không được. Còn cái đôi này dễ thương ha. Đôi đó mà mang với một bộ đồ con mới mua chuẩn bị sinh nhật á là ngon lành luôn. Mà nhỏ quá thôi để nó luôn đi cho rồi con giục cái hộp rồi. Cái đồ này con phải học lớp 1 nữa. Oh, that's your favorite. Oh. Nó nói cái đôi giày mà favorite của nó đó là chú Bình mua cho nó đó. Chú Bình ở bên Seattle. Wow. Hay là San Diego gì đó. Nè, cái này chắc là cái này bà Nhung ăn dừa nè. Ừ. Giống nhau. Cho bà Nhung thử không? Giống nhau không cơ? Ừ. Bà Nhung ăn dừa á? Không. Như vậy Elsa favorite của nó đó cô chú. Ừ. Mà đúng không? Cái đầm của nó mặc sinh nhật là phải mang đôi giày màu đen. Đúng không? Thấy giày nó đẹp không? Mà Lisa con mua đẹp ghê luôn mà. Té nó còn mang bây giờ cái té đó. Mà chú Bình nào mua giữ chữ gì dữ vậy? Còn phải tới lớp 1 luôn á. Đẹp ha, tự nhiên chú dễ thương quá. Chú mà đi mua đồ cho con vậy là dễ thương quá trời. Cô Nhung, bà Nhung mang nha. Để bà Nhung. Trời ơi, mua cho nó đậm nữa kìa, nhiều cho, lắm. Cho bà Nhung nha. It's too what? Qua đó xem color với bút chân mình. Nó nói bà Nhung sẽ không có mang dừa đâu, nó nói vậy đó. Nè, nhưng bà chân bà Nhung giống màu luôn, giống nhau. Không giống nhau. Không có giống nhau. Dừa không? Không được. Không có dừa. Không có dừa. Mà ông Lũ hỏi là chị Điền nãy giờ có ngủ trưa chưa? Có ngủ trưa không? Có ngủ không? Giờ có đi đâu chơi không nè? Chút nữa mình đi đâu đây? Đi mua su nha. Đi không? Bây giờ được ai chơi? Đi mua không? Đi mua nha. You wanna go shopping? Nha. Ông già hứa mua su cho chơi đi đó. Đi mua không? You don't wanna go shopping? Đi mua không? Con muốn mặc blue. Muốn mặc blue hả? Chơi gì nó phá lắm cô chú ơi. Chơi sky gì? Jay Sky hôi rình 7 phải không? Phải Jay Sky hôi rình không? Hả? Jay Sky gì? Thôi bây giờ mình chiên thịt ăn đi. Giờ mình chiên thịt ăn nha. Jay có bạn chơi rồi chơi chung. Giờ mình chiên thịt ăn nha. Giờ bán đồ hà. Cái này là gì đây? Cái đó là đồ chơi của ba đó. Muốn chơi là chiều nay về mình hỏi ba nha. Hỏi ba. Lấy từ từ thôi.
Đúng rồi, đâu mình đâu có được lấy tự ý lấy được đâu. Lấy mà không vô kìm đâu. Vậy là nó hư đó. Dạ, lấy không ăn. Hư là ba la. Không ăn. À, hư cái tai của nó đó. Hư cái tai của mày con. Có mẹ nó thâm dịch viên. Có mẹ nó thâm dịch viên chứ ai đâu mà hiểu cái nó. Wow. Có cái đó là cái biết gì không? Cái đó là cái bàn tay của Đi Quỳnh với con nắm vô đó. Đâu vậy? Đâu đó. San Francisco mua rước. Lô đâu, cái này ở đây. Cái này cái sáp đèn cày á. Ở San Francisco cũng có nhưng mà không, cái này. Ok, cô Dung Tử đi San Francisco hai đứa làm. Được không? Bể đem đủ đấy nhá. Bể. Ôi. Nó dễ bể quá kêu đi. Tự nhiên cái lôi này đang chi chơi. À, bây giờ cất đồ chơi vô đi cho gọn nha. Phụ ông Lũ cất đồ chơi vô lẹ lên. Bỏ vô, bỏ vô. Cất xuống rồi gì? Bỏ vô, bỏ vô. Nói tiếng Việt cho mày hiểu đi. Nói tiếng Việt đi. Con có đồ custom là đồ chơi á phải không? Custom. Không, cái đồ đó chỉ Halloween mới mặc, mới quay lên cho cô chú coi được. Bộ đồ đó đang còn những là bí mật. Là mình bà Dung với bà ngoại rồi thấy thôi chứ còn cô chú chưa thấy được cái bộ đồ đó đâu. Còn nằm ngoài store. Về nhà chưa? Về rồi. Đó cái bộ đồ đó đó. À. Đồ để giữ đó mà, mặc lên là cô chú xạo luôn ha. Cái này Halloween ha. Oh, no, 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 no,